kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai thì cả nước dự báo nhiều nơi trời nắng, ở Trung Bộ có nơi nắng nóng. Ngoài trời nắng thì chỉ số tia cực tím trên cả nước đều ở mức cao. Nhìn vào bảng dự báo chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV từ Bắc xuống Nam thì có thể thấy là tất cả đều ở mức 9 trở lên. Trong đó thì tại Huế, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, UV còn lên đến mức 10, tức là mức rất cao. Ngày cuối tuần thì nhiều người có nhu cầu vui chơi ngoài trời. Quý vị lưu ý là ngoài bôi kem chống nắng, đi vào bóng râm thì trong khoảng thời gian từ 11 đến 13 giờ, chúng ta nên ở trong nhà. Còn về thời tiết ngày mai ở Nam Trung Bộ, trời nắng từ sớm, ở Quảng Ngãi, Tuy Hòa, nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Còn Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết, mặc dù nhiệt độ chỉ từ 33 đến 34 độ, thế nhưng quý vị cũng sẽ cảm thấy rát da. Nam Bộ do mưa giảm, thời gian nắng trong ngày sẽ kéo dài hơn, nhiệt độ tăng thêm. Mức nhiệt 34 độ xuất hiện ở Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Trà Vinh. Với Phú Quốc, Vũng Tàu, Bạc Liêu và các nơi khác, thời tiết dễ chịu hơn, 31 đến 32 độ. Ở miền Bắc, nhiệt độ cũng ở mức tương tự. Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sang đến Lào Cai, Điện Biên Phủ hay Sơn La phổ biến 29 đến 34 độ. Ban ngày thì trời nắng, đêm nay và chiều tối mai sẽ có lúc có mưa rào và dông. Trên biển, vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông, cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngược lại thì huyện đảo Trường Sa ngày mai ít mưa, gió nhẹ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.